Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay mình giới thiệu quý vị một cặp loa B&W, cặp loa Bushnell cỡ lớn rất là đẹp nha quý vị. Dòng loa này thì nó bán trên thị trường vào khoảng năm 2000 tới 2000 lẻ mấy vẫn còn bán nha. Nên đôi loa này cũng rất là đẹp luôn. Với model là DM602S3 nha quý vị. Đây là cái dòng Bushnell cỡ lớn của Bowers & Wilkins. Và mình giới thiệu xong thì mình sẽ quay nhạc cho quý vị nghe nha. Cái lưới của nó nè quý vị. Lưới tem rồi còn đầy đủ hết nha. Giờ mình quay sát cái loa này cho quý vị nhìn nha quý vị. Loa rất là đẹp luôn. Cái đôi loa này là một trong những cái model mà rất là đình đám lúc mới ra đời. Và đến bây giờ nó vẫn còn hot quý vị ạ. Đây lỗ thông hơi nè. Tem lưới là còn đầy đủ hết nha. Quý vị nhìn nè. Loa bass thì phải đường kính 20 cm, gân cao su, chép đơn, màn titanium nha. Và dòng này là dòng anh nòi luôn, được sản xuất tại Anh luôn nha quý vị. Màn kiva đặc trưng nè quý vị. Không bị ố bị gì hết nha quý vị, rất là đẹp luôn. Màn kiva đen sợi, mũi của nó mũi viên đạn cái mũi này thì nhiều đôi loa về nó bị mốt vô, nhưng mà mũi này còn rất là đẹp, một đôi loa rất là đẹp luôn nha quý vị. Có một đôi này, màu của nó màu nguyên thủy của nó này. Và chiều cao của đôi loa này là 49, chiều rộng 23,5 và chiều sâu là 29,5 nha quý vị. Một dòng loa Bushnell cỡ lớn của B&W. Quý vị quay hai bên quý vị nhìn ha. Dòng này thì cũng thiết kế bên quay nha quý vị. Trạm của nó là cái trạm màu vàng nha. Và cái miếng đồng nối cầu trên với cầu dưới là nó mất rồi, nên mình bỏ cái dây điện vào nha quý vị. Cái này là người ta chơi bi quay nên người ta tháo ra. Số seri là liền kề luôn nha quý vị. Công suất 120W trên một thùng, trở kháng là 8 ohm nha. Đây để quay sát lại quý vị nhìn nè. Made in England nè quý vị. DM602S3. Đây quý vị thấy cái số đuôi là 87 nè. Bên kia là 88 để đi qua quý vị xem nha. Không bể vỡ, không gì hết nha quý vị. Đôi loa quá trời đẹp luôn. Mức giá bán là 10.800.000. 10.800.000 cho đôi loa Bushnell B&W. Rất là đẹp luôn. Đây là cái dòng đời cao của Điền lớp nha quý vị. Đây. Nào, quý vị thấy chuyện Made in England nè. Bao riêng tuyệt đối cho quý vị nha quý vị. Này, quay hai cái ở phía sau này. Bây giờ đi test nhạc luôn. Nhà quý vị nha. Mức giá 10.800.000 quý vị tìm ra đâu có mức giá này đâu quý vị. Sợi ima của nó nè. Sợi đặc trưng độc quyền của hãng B&W quý vị ạ. Lưới tem đồ còn đầy đủ hết nha. Lưới nè, lưới khung nhựa. Cái lưới này thì đi thấy đi về bao nhiêu cặp nó không có bị gãy quý vị, nó khó bị gãy lắm bởi vì nó làm rất là dày dặn, rất là chắc chắn nên là khó bị gãy lắm quý vị. Rồi mức giá là 10.800.000. Bây giờ bên test nhạc xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Và quý vị nào đang săn tiền cặp loa Bushnell lớn cỡ lớn của B&W, cái màu
màu gỗ cherry như thế này thì không nên bỏ qua cặp loa của bên. Quá trời đẹp luôn quý vị. Cũng rất là dễ phối ghép nha. Rồi bây giờ mình mở nhạc thôi. Và số điện thoại của mình là 0907 386 304. Rất cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình.
về dẫu rằng không còn đẹp như xưa. Dù anh trở về trên đôi nan gỗ, dù anh trở về bằng chiếc xe, hoặc anh trở về bằng chiếc công này, tình em vẫn chẳng đổi thay. Hoặc anh trở về bằng chiếc công này.